Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Trận lụt thời tiền sử không phải là truyền thuyết, chỉ còn 700.000 con người. Nguyên nhân của trận lụt thời tiền sử rất kỳ lạ. Kính thưa quý vị khán giả, trong lịch sử loài người đã trải qua rất nhiều thảm họa thiên nhiên, bao gồm động đất, lũ lụt, sóng thần. Mỗi trận thiên tai đều mang lại thiệt hại rất lớn cho cư dân địa phương, phá hủy nhiều công trình kiến trúc, gây thiệt hại về người trong các thảm họa. Chứng kiến bao nhiêu thảm họa thiên nhiên, con người bất lực, chỉ có thể thực hiện một số biện pháp ngăn chặn, nhưng không thể ngăn chặn chúng đến. Đã từng có một trận lụt lớn trên trái đất. Chính trận lụt này đã làm cho trái đất bị sẹo và nhấn chìm gần một nửa trái đất. Nhiều sinh vật đã bỏ mạng trong thảm họa này, trong đó có nhiều nền văn minh thời tiền sử cũng hoàn toàn biến mất vì trận lụt này. Khi các nhà khoa học nghiên cứu về trận lũ này, họ phát hiện ra rằng nó là có thật và nhiều người đã hoang mang không biết nó xuất hiện như thế nào, cuối cùng thì nó sẽ đi về đâu. Đây đều là những câu hỏi đáng được quan tâm. Một trận lụt lớn trong lịch sử đã gần như nhấn chìm phần lớn trái đất và chỉ còn rất ít người sống sót. Thời gian trôi qua, loài người đã dần trở thành chúa tể của trái đất, đồng thời họ cũng là những dạng sống thông minh bậc cao trên trái đất. Mặc dù vậy, loài người còn rất ít hiểu biết về trái đất và nhiều nơi con người vẫn chưa đặt chân đến. Nó không chỉ là một vấn đề kỹ thuật mà còn liên quan đến năng lực của con người. Con người mới chỉ sứt mẻ bề mặt vũ trụ, chưa nói đến đại dương bí ẩn. Vậy lũ lớn này đã tràn vào đâu? Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trận lũ đến từ lòng đất. Vào thời điểm đó, một ngôi sao chổi va vào trái đất đã gây ra thảm họa như vậy. Khi khủng long tuyệt chủng, một số người cũng suy đoán rằng đó là do sao chổi va vào trái đất. Tuy nhiên, khẳng định này đã bị phủ nhận. Điều được công nhận nhiều nhất là nó đến từ đáy biển. Khi được hình thành, sẽ thải ra một lượng lớn oxy và hydro từ bên trong, làm cho nhiều loài thực vật bị mất nước. Theo thời gian, lượng nước này sẽ đi vào lòng đất và hình thành nên nguồn nước ngầm phong phú. Do thiếu tài nguyên nước ở nhiều vùng, biết có nguồn nước dồi dào dưới lòng đất nên họ bắt đầu khai thác nước ngầm một cách mạnh mẽ, dẫn đến lũ lụt bùng phát. Hành vi này rất nguy hiểm và sẽ phá hủy cân bằng sinh thái. Những người khác suy đoán rằng sự tích tụ của nước ngầm đã gây ra thảm họa lũ lụt. Đây chỉ là những suy đoán của mọi người, không ai có đủ bằng chứng để khẳng định điều đó. Vậy rốt cuộc những trận lũ lụt này đã đi về đâu? Các nhà khoa học mạnh dạn suy đoán rằng, với sự chuyển động của vỏ trái đất, những trận lũ lụt này có thể đã quay trở lại bề mặt trái đất, cuối cùng hình thành các đại dương. Trái đất không chỉ là một hành tinh, nó còn là một quả bóng nước, nó có 70% là đại dương, có lẽ bao gồm cả trận lụt khổng lồ. Trên trái đất thường xuyên xảy ra nhiều thảm họa thiên nhiên khác nhau. Nhiều thảm họa tự nhiên là do con người tạo ra. Đây là sự trừng phạt và cảnh báo của thiên nhiên đối với con người. Mọi thứ trong tương lai đều sẽ trả thù loài người. Bạn nghĩ gì về trận lụt lớn trong lịch sử này? Tôi không biết bạn nghĩ gì khi nói về trận lụt thời tiền sử. Trên thực tế, trận lụt thời tiền sử đã xảy ra cách đây 13.000 năm, nhưng có người cho rằng nó không xảy ra, số khác lại cho rằng nó đã xảy ra. Theo ghi chép lịch sử, mức độ nghiêm trọng của trận lụt thời tiền sử còn rất lớn, nhấn chìm mọi thứ, mọi sinh vật đều chết vì trận lụt thời tiền sử này. Trận lụt thời tiền sử này được ghi lại trong một số lượng lớn các tôn giáo thời bấy giờ và nghiên cứu về trận lụt thời tiền sử này chủ yếu được chia thành 3 nhóm: các nhà văn minh tiền sử, các nhà địa chất học và một nhà sử học. Lúc đó trận lụt lớn rất nghiêm trọng vì nó đến rất đột ngột và bất ngờ bán cầu Bắc bị lũ bao vây nên vẫn còn nhiều giả thuyết về trận lũ thời tiền sử này. Vậy tại sao trận lũ thời tiền sử lại xảy ra? Thì nhiều người đã đưa ra một số giả định táo bạo thông qua nghiên cứu. Vì vậy chúng ta hãy xem những giả định táo bạo này là gì. Giả thuyết táo bạo đầu tiên là họ cho rằng trận lụt thời tiền sử này là do sự tan chảy và chìm của các sông băng ở Nam Cực và Bắc Cực. Nhưng kết luận này chưa được xác minh. Vì vậy chúng tôi chưa thể nghiên cứu tính xác thực. Tuyên bố thứ hai là nước biển dưới đáy biển gây ra bởi sự đứt gãy của chuyển động mảng và dịch chuyển dưới mặt đất gây ra sự kiện này.
trận lụt lớn. Tất nhiên, có một cách nói khác là tiểu hành tinh va vào trái đất, nhưng trong cuộc sống người ta sẽ bỏ qua sức mạnh của những tiểu hành tinh này. Nhưng chúng ta cũng biết rằng khả năng tiểu hành tinh va vào trái đất là rất cao. Nhiều người cho rằng đây là thời tiền sử lũ lụt do một tiểu hành tinh va vào trái đất. Làm thế nào để đối mặt với ba suy đoán táo bạo trên? Nhiều người đã chọn những câu trả lời khác nhau. Vậy bạn nghĩ câu trả lời nào đáng tin hơn? Trận lụt lớn thời tiền sử đề cập đến thực tế là bán cầu Bắc của trái đất thời tiền sử đột nhiên bị bao vây bởi những trận lũ lụt không rõ nguồn gốc. Đỉnh lũ cao gần 1.000 mét đổ ầm ầm về phía đất liền với động lực như sấm sét nhấn chìm đồng bằng và thung lũng, nhấn chìm tất cả những sinh vật ở những nơi này. Núi rung rinh trong sóng, đất rên xiết trong những thay đổi lớn lao. Đây là những ghi chép trong thần thoại và truyền thuyết cổ xưa và các tôn giáo sơ khai. Có người cho rằng đó là ký ức do con người truyền lại, cũng có người cho rằng đó là sự thật, hàng nghìn năm vẫn chưa có kết luận. Hãy cùng xem lại những ghi chép về trận đại hồng thủy ở các nền văn minh khác nhau trên thế giới. 1. Châu Âu, Kinh Thánh ghi, nước lụt ngập trời 40 ngày đêm, nước dâng cao, núi ngập cả núi, nền văn minh của loài người trên toàn bộ trái đất đã bị hủy diệt và chỉ những sinh vật trong Noan Ka'a còn sống sót. 2. Thần thoại Sumer, vị vua của các vị thần cảm thấy con người quá ồn ào và quyết định gửi một trận lụt lớn để quét sạch họ. Thủy thần nghĩ rằng những con người vô tội không nên bị xóa sổ hoàn toàn, vì vậy ông đã bí mật nói với những người tốt và cho họ lên thuyền để lánh nạn. 3. Nền văn minh Maya. Sau khi các vị thần tạo ra thế giới, họ đã tạo con người từ gỗ và để họ nói. Nhưng người gỗ sau đó đã quên mất sự tồn tại của đấng sáng tạo và các vị thần đã gửi một trận lũ để tiêu diệt loài người. 4. Nền văn minh Ấn Độ. Một nhà hổ hạnh tắm sông Hằng và cứu một con cá nhỏ bị con cá lớn đuổi theo. Xiao Yu nói rằng lũ lớn sắp đến và yêu cầu anh ta nhanh chóng đóng một chiếc thuyền. Sau khi người khổ hạnh sống sót, ông trở thành tổ tiên của người da đỏ. 5. Thần thoại Hy Lạp. Thần Zeus thấy thế giới quá tồi tệ và quyết định tiêu diệt loài người bằng một trận lụt. Ông yêu cầu thần biển gọi lên tất cả các sông và nhấn chìm tất cả các vùng đất. Con người bị chết đuối và những người sống sót bị chết đuối trên những đỉnh núi trơ trụi. 6. Nền văn minh Ấn Độ. Pol Pot Up ghi lại rằng có một trận lụt lớn, xung quanh trở nên tối đen như mực và mưa đen bắt đầu rơi. Mưa như chút nước liên tục cả ngày lẫn đêm, mọi người bỏ chạy trong tuyệt vọng. Họ trèo lên nóc nhà nhưng sập nhà, ném xuống đất nên lại trèo lên ngọn cây nhưng cây lay xuống. Tìm nơi ẩn náu trong hang nhưng hang sụp đổ và cướp đi sinh mạng của con người. Loài người hoàn toàn bị xóa sổ. 7. Nền văn minh của Atlantis. Trong các ghi chép về sự tàn phá của Atlantis, các bản viết tay cổ đại của Mexico, nhà nước thành phố Vatican Codex đã ghi lại sự hủy diệt của nền văn minh nhân loại trong những trận lụt lớn do sóng gió gây ra. Atlantis bị chìm ở Atlantis và nút thời gian của vụ chìm Atlantis trùng với nút thời gian của trận đại hồng thủy. 8. Văn minh Trung Quốc. Cô gái lấp lánh bầu trời, Gong Gong, thần nước và Du Rong, thần lửa, tranh giành ngôi báu và sau khi thất bại, họ đã va chạm với núi Buju trong cơn giận dữ. Kết quả là thiên hà đã bị phá vỡ và nước của thiên hà tràn ngập khắp thế giới. Nuwa luyện đá thần ngũ sắc cho đầy trời, bẻ đôi chân rùa thần để chống đỡ bốn cực, kiểm soát lũ ở Dayu. Trận lụt gây ra thảm họa, Yao cử Gun đi kiểm soát lũ nhưng không có kết quả trong suốt 9 năm. Sau khi Sun lên nắm quyền, ông ta đẩy Gun đến Yushan và nhờ con trai của Gun là Yu kiểm soát nước. Đây Yu đã mất 13 năm để loại bỏ hoàn toàn lũ lụt. Có hơn 600 truyền thuyết được biết đến về trận đại hồng thủy trên thế giới. Ví dụ truyền thuyết của Trung Quốc và Nhật Bản, Malaysia, Lào, Thái Lan, Ấn Độ, Úc, Hy Lạp, Ai Cập và người bản địa châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và các quốc gia và dân tộc khác đều lưu giữ ký ức về một trận lụt lớn. Mặc dù những truyền thuyết này có nguồn gốc từ các quốc gia và nền văn hóa khác nhau, nhưng chúng có cốt truyện rất giống nhau và các nhân vật điển hình. Đối với tất cả những bằng chứng và hiện tượng này, hoàn toàn không thể giải thích được sự tình cờ hay sự trùng hợp ngẫu nhiên. Kết quả ghi lại của trận lụt ở các nền văn minh khác là sự bay đi hoặc sự hủy diệt. Nhưng chỉ trong thần thoại Trung Quốc, chính con người mới là người cuối cùng đã chiến thắng lũ lụt. Sự hình thành lũ lụt và các hiểm họa. Mùa hè là mùa lũ lớn, vô số đồng bào mất nhà, mất cửa, những chiến sĩ chống lũ đang ngày đêm miệt mài phòng chống lũ lụt. Các bạn có biết lũ được hình thành như thế nào không? Nó sẽ mang lại những tác hại gì cho chúng ta? Lũ là hiện tượng lượng nước biển tăng nhanh hoặc mực nước sông hồ dâng nhanh do các yếu tố tự nhiên gây ra như mưa lớn, băng tuyết tan nhanh, chiều cường.
từ lũ lụt lần đầu tiên xuất hiện trong Book of Shang Yaodian của chúng tôi. Truyền thuyết kể rằng vào thời Yuxia, khoảng thế kỷ 20 trước công nguyên, đã xảy ra những trận lụt lớn ở lưu vực sông Hoàng Hà. Những trận lũ kinh hoàng nhấn chìm cả vùng đồng bằng rộng lớn và bao quanh đồi núi. Các yếu tố mô tả lũ bao gồm mực nước đỉnh, thời gian xuất hiện mực nước đỉnh, tổng lượng lũ và thủy trình lũ. Khi mưa bão hoặc tuyết tan tạo ra dòng chảy trong lưu vực, nó sẽ tập trung tại phần đầu ra của kênh sông theo khoảng cách của nó. Khi dòng chảy gần đó đến, dòng chảy của sông bắt đầu tăng lên và mực nước tăng lên tương ứng, được gọi là nước dâng. Khi phần lớn dòng chảy mặt cường độ cao hội tụ về đoạn đầu ra, lưu lượng sông tăng đến giá trị cực đại gọi là lưu lượng đỉnh. Mực nước cao nhất tương ứng gọi là mực nước đỉnh, đến một thời điểm nhất định sau khi mưa tạnh. Khi lượng nước chảy mặt và lượng nước tích trữ trong lòng đất, lớp đất mặt và mạng lưới sông đều chảy ra khỏi mặt cắt, thì lưu lượng và mực nước sông sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Đường cong nối toàn bộ quá trình lũ từ chân lên đến đỉnh và hạ xuống được gọi là thủy trình lũ. Tổng lượng nước chảy ra được gọi là tổng lũ. Trong nhiều ngày liên tiếp, miền Nam liên tục có mưa lớn, hơn 100 con sông ngập trên mức cảnh báo. Lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi như Quảng Đông và Giang Tây. 113 con sông trên cả nước lũ trên mức báo động. Theo Bộ Thủy lợi, đoạn sông Quý Bình Quảng Tây thuộc lưu vực sông Châu Giang, đoạn Quảng Tây đến sông Đức Khánh, sông Liễu Giang Quảng Tây, sông Quý Giang, sông Bắc Giang Quảng Đông và sông Hà Giang, sông Hồ Nam Tương Giang và sông Lệ An Giang Tây, sông Tân Cương, sông Chiết Giang Quảng Tây và 113 con sông khác bị ngập trên mức cảnh báo. Trong đó, 5 con sông đã trải qua lũ siêu nguy hiểm và 7 con sông trải qua trận lũ lớn nhất từ thống kê số liệu đo được. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.